nay bà bán 3 hộp đó. Ok. Lắc mỏng mỏng nha. Ok. Lắc mỏng mỏng. Ok. Ủa nha anh ơi. Có khách rồi, chất ơi. Khách kìa. Anh mua không? Mua số không anh đẹp trai. Đẹp trai. 78 ông địa 47 con heo, châu đốc con heo. Cái số nào không trúng á được. Nè, số này đi. 78 ông địa. 47 con heo. Mấy tờ? 11 tờ, 120, 11 tờ. Lâu lâu mua hết đi. Có lần đúng chốn luôn đó. Mấy tờ? 55 ngàn. Anh Việt Kiều sửa không nhớ em không? Cười chứ. Nó đi, tao bán nó đi thôi 5 ngàn. Bà có hai cái 5 ngàn không? Bà bán mừng. Nhiều lắm. Đổi vô đây thôi. Còn 78 ông này. Số mấy? Có nè. Trời, tháng này ta lấy cá với heo chứ. Cá heo 84 à. Nè, 84. 84, 85 luôn. Có hết á. Mấy tờ? Tột phá 55 với 50 là nhiêu? 120. Cái gì? 55 với 50 là 120. Gì 55 với 50 là 120? Đổ má nó quýnh má nhìn nổi da. Hỏi nhiêu? Hỏi 100. Ráng để đổ nha, đổ hả? Đổ hả? Bây giờ đổi nhiêu đổi luôn đi. 200 là đưa trước tổng hết à, mấy chục rồi. Đưa anh yêu quên rồi. Đủ rồi. Bà mới đưa con nhiêu quên rồi. Tôi bỏ bà 200 này, đưa bà 200 đi. Rồi chứ đưa rồi. Mà đưa nữa cũng không sao đâu. Thôi đưa cho về má. Rồi chắc có muốn có cái bóp mới không gì chứ? Bóp mới đầu vậy? Hai bóp này mới luôn nè. Ai mới chơi chất kìa? Việt Kiều. Kiều à? Kiều cho lâu à. Người ta nói là chị chất mua cái bóp nhiều ngăn lên, mỗi ngăn để mua tiền. Trời ơi, vậy hả? Cho nó giết người à. Nè, giờ dễ chất thôi. Nè, anh có cốc này trước. Cốc đầu nhài má. Chất rồi, chất. Nó chết rồi, bắn núi rồi. Cảm ơn anh, chất. Nè, để đây nè. Đâu, nè, khách yêu cầu tụi mình nè. Ủa rồi, cho tôi đi để tôi quay kìa. Ủa rồi, nó rồi, mua cho. Ê, sao mày né vậy thằng vô duyên? Nói đi chùa về nha. Không hung nha. Tức tí làm gì vậy? Thì ông này ông chụp nè. Chụp đi, cảm ứng nó chụp lại. Trời đứng nè. Không hung gì chứ, hung không? Không, hung đi. Rồi, rồi. Không quýt nhiều. Gớt cái 5 tỷ. Gớt cái găng ra nha. Đẹp trai quá. Nay gì chất đẹp trai lắm nha mọi người. Chị bỏ bỏ cái cây đó tao bị quậy mà. Mấy anh ơi mua số không? Mua giùm em. Anh nào? Anh nào đẹp trai mua số không? Em đi biển về nè. Mua đi, mua đi. Chụp nhóc kìa. Bộ phi nhung mà ăn tóc ổi rồi chứ. Đi nhau lại tóc ổi kìa, mày có bầu với mày. Bà ơi. Bà ơi, có bầu. Bà ơi. Bà ơi, đúng rồi. Lên mặt nước lên, nước lên, ngó vô được tội mẹ đó. Chụp hình với bà ngoại đi cơ. Đó, đẹp đâu, chụp với ngoại đi. Biết chụp không vậy? À. Rồi, đây. Trời ơi, bắt tay một cái nữa kìa. Hốt rồi. Ủa,
Gia Hưng đi. Kêu Gia Hưng ăn cóc ổi. Gia Hưng ăn cóc ổi không? Bây giờ ông vợ Lâm có bầu rồi. Hay là quà đi biển gì trước tạo. Nè, qua đi biển em cho ăn cóc ổi nè. Tối ổi với chán chị. Này của bà nè. Mà còn đây. Trời ơi, sao đủ má để vừa không? Nay ngày tuổi của em đó, mấy anh nào muốn ăn gì ăn đi nha. Ăn em được không? Tối dĩa, đỉnh đu hừa em nha. Ăn em luôn, ăn em không? Tối dĩa, đỉnh đu hừa em nha. Tám lần của em phường nha, đường Nguyễn Tiểu La nha. Đến ăn cá viên chiên giùm Vũ Yên Phương hôm nay nha. Sao nữa? Giỏi gì nữa? Hôm qua có ông kia, ông lại ông hỏi trước đâu, tính mua hết chết số luôn. À, ăn cá hành tự á, ông khóc à. Tại mặc áo trắng rồi. Cái ông mà đầu trọng thắc tính á. Trời, thắc tính ta đâu có quen cha đó. Không quen hả? Để mà ông kia không quen gì chết nha. Chương trình đây, cá viên chiên nha, phụ hô quy vương. Có anh áo vàng kế em này nha, với chị áo vàng nha. Mới làm lại thôi Phương. Ngày hôm nay nè, rất quay cho nhiều vô lắm mới làm. Thôi đi 3 ngày, còn đi gì đó Vũng Tàu, tao không đi đâu, còn nó nói heo có mập. Có mập, chị Dứt, mấy hôm nay ông Phương một tiếng rồi. Nhóc nhỏ đó mập lắm, tội nghiệp lắm, bô, đó bô chỉ có ấy tổ bằng này nè. Dạ hả? Cảm ơn nha. Mấy bữa nay ông Phương Mực ông kiếm chức quá trời luôn. Kiếm tàu chị. Kiếm mua, kêu chức mua Phương Mực ủng hộ ổng kìa. Trời ơi. Đi không nói ông tiếng nào luôn. Chớ anh đi chớ ông. Thiếu không? Chớ ông đẹp trai, hai gì vậy cho nhau. Thiếu không? Con nhà giàu. Phải thiếu không kìa. Anh thiếu mới mua mà lại. Con ngựa. Đi chùa đông lắm, 30 chiếc xe tại diễn tụ tập đó. Bao nhiêu chiếc? 30 chiếc. 30 chiếc luôn hả? Đi mấy người? Thả cáo quá trời luôn. Đi hai con ngựa, nước là nhiều tờ. Má đứt chai không mà tụi bay bê đê tụi bỏ làm bao nhiêu tờ ở đây chai thôi bê đê tụi bỏ bao nhiêu tờ lên cỡ là tụi bay á tôi chai đi tụi bay đã luôn tôi nghe tụi bỏ tờ là nhiêu 2 đắt lắm á mà nhưng mà sao chừng nữa không nghe tao không có đâu cha số số 5 ngàn ngày mai lấy tiền đúng rồi mai là trả đi không có đâu mà mối mà mối tôi đâu biết đâu đâu mối mấy số chụp lại đi thôi mày đâu biết rồi. Mày là bán góp cho nó đi, nè, góp. Ơi. Số bán góp. Bây giờ mai 380 đi. Trời đâu gì má. Góp ngày 20. Rồi à. Chị thiếu luôn đi. Tôi đưa tiền vô Vũ Đô Phương rồi đó. Không có đâu má. Chuyển khoản cho nó rồi đó. Thách vô kìa. Thách vô kìa. Thách vô kìa thấy chứ rồi. Nghèo.
ngày bán ngàn tờ. Có 20 nổi còn trăm nữa. Ba quỷ ma gì vừa ở nhà. 20 tờ. Thì thôi là bún. Có này. Bốn chồng. Bún gửi. Đó nè má, bún chồng. Không có mà. Ngày bà bán ngàn tờ không ạ? Vừa bán vừa móc tu. Vừa bán vừa cho. Nó quýnh ta chết 100. Đúng nhà, ta đếm về đúng nhà. Ghê bằng tôi không? 200 rưỡi. Trả bà 2 ngàn nữa. 300 rồi. 300 rồi. Trả bà lại 2 ngàn đi. 400. Rồi đó. Dư. Ê, dư 500 ngàn luôn nè. Bà đưa nó nhìn vậy. Rồi mẹ. Tiền đó của bà đó. Gạt tôi qua. Trai đẹp với biển tao còn chưa cầm. Đó không ăn trai mà đẹp. Đó không chứ có mày không có mày. Đó không khách không quay em hết rồi. Đó anh ơi. Đó không. Con chồng mẹ quan tâm ba sao. Dạ chủ ơi. Ba sáu nè, mẹ quan âm cái đó 120 á, 11 ngàn. Ôi, này là cây dây. Đố nó đẹp, nó mẹ quan âm lại, nó cũng quá trời. 22 ngàn. 24.500 đồng. Không, bắt nhỏ đi bán rồi. Trời ơi, thằng lưỡng của bà đó, từ cho đốc lên đó. Trời ơi. Tôi với cô gặp cùng nó đi, cùng phải đều đái trong quần luôn. Sao vậy? Đem bà ngoại lên đi coi. Thì đó là cháu bảo anh ơi. Ông đẹp trai giống vàng. Ông đi em nhớ em ôm với anh mua. Mới mua xong. Chị ớt sọc mua không? Em qua cái nha. Này ra từ vẽ 11 vẽ ba trăm tư nó là 160 rồi kêu giờ kêu quê đưa 500. Thì bây giờ ý là kêu mới đưa 160 rồi giờ kêu quê đưa 160 đi. Ờ giờ kêu quê đưa 500. Anh nhiệt thì không số không? Anh đẹp trai số không? Mới 18 tuổi à. 81 tuổi. Này chấp nhiêu? 81. Sao bốn sinh dĩ vậy? Là bao nhiêu tiền lợi chứ? 300 tư. Có bò nha, có bò nha. Chia chấp. Bò rồi. Đi về quê rồi. Ủa đi đâu vậy? Đi đâu? Ủa này có gọi tôi ai gọi tôi chưa? Sưởng nước ông này đi tôi không? Nữa mình sẵn con cao đẹp đi vô cảnh á. Lắc ảnh lên bà đồ. Lên ờ, là dắt nó lên đi. Chứ mấy em này lên có gắn đèn đẹp không?